Nói chung là đến đoạn cua đề nghị anh Tiến là cứ dừng mẹ lại cho ông Long chạy trước cây. Thì thế thì mẹ, tao định vào cua thì thằng này nó kê ở đầu thì mẹ thì tao không làm sao tao. Em nhìn thấy rồi, mày cứ đến đoạn cua là mày ông Long là phải cho ông chạy trước một đoạn. Phải cho ông Long nó chạy hẳn thì tao bảo mày đừng vội là vì thế. Là mẹ tao mình đi thằng Long tí nữa em đi cực chậm, em cua chậm cực em, anh nhìn anh Nghĩa. Em đổ. Mày sướng nhỉ mẹ, đúng cái đoạn sướng nhất thì mẹ nó lại xuống có 50 cây số giờ. Mẹ lừ đừ. Cuối cùng mình không tìm được phải vọt qua định quá. Có hay có giả phanh mà nó giả phanh mình mới sợ. Mày đéo giả tao vẫn dí được vào mày ngay. Làm cho anh bị mẹ dí dơ đầu. Đoạn như vậy anh Long đi số mấy đấy? Số 2, số 3. Ừ thế được. Nhưng mà số 2, số 3 anh mà sao anh chỉ cần dùng số thôi, anh thả côn. Không. Và như đoạn cua này bắt buộc đi số 2, số 3 nhưng mà anh... Đúng rồi, nhưng mày không được giả em phanh. Em không thấy anh... Kết quả giả phanh của mày làm tao rất là... Đấy là đang mẹ cứ thế này phải sướng. Số rồi. Anh không...